Nam kéo nữa này cả nhà, Nam Nam kéo nữa này, Nam kéo nữa này. Có con mày còn dưới tao. Anh em Nam chờ con cá nữa để nó nấu mì tôm. Phải ba con bốn con luôn. Mình đường có kẹo thích mình nhắn vô. Ê, để con nữa, 2-3 ống đường sức. Không không? Còn nữa. Không ngon rồi hả? Xuống đây ngà, ngầm xuống đây ngà. Còn nữa. Đấy rồi, giúp xuống chân đây. Đang chuẩn bị lưới nha, đang thả lưới nè. Lưới xuống này. À, Nam với anh Sáu ơi. Còn một lưới nè. Khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng là kéo rồi. Bây giờ anh em mình đã lưới rồi, giờ vô cầm dây đổi nha. Cầm dây đổi để chơi. Trong khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng thì sẽ kéo lưới. Nói chung là cầm ghe chơi, nằm nghỉ ngơi, rồi anh em dưỡng sức kéo lưới. Ông người đàn sao ông? Rồi anh em mình cầm ghe chơi nha, chơi nghỉ ngơi đỡ xíu mình ra kéo lưới. Rồi đi theo coi ghe của anh Ba Trúc nữa này. À. Có ghê cũng là chút nữa nè. Bên lưới chưa anh Ba, bên lưới chưa? Ông mình lanh lắm, ông vậy mà. Được. À, anh em câu cá đỡ lanh nấu mì tôm nè. À, Nam kéo cá nè. À. Kì kì. Một con. Rồi, lấy bỏ xuống đây, nó tự đi nha. Nó
Sếu đang nhăn mực này, nhăn mực đòn thay dính rạn luôn nè. Sếu Nam kéo nữa này, cái nhà Nam, Nam kéo nữa này, Nam kéo cá nữa này. Có con mà mày còn dưới tao. Anh em nằm chờ con cá nữa, đỡ nấu thì tôm. Tôm. Ba, ba con, bốn con luôn. À. Mình nhắn vô. Ê, để con nữa, ba hai ba ống được sức. Không không. Nằm kéo này, đạm kéo luôn này, đạm kéo hai con, ba con, ba con, tên con nữa, ba con, vú cho nó xuống rồi. Đó đây đảm ở cá hết đây kìa đảm. Anh em đang chờ chuẩn bị kéo lưới nữa. Lấy còn nhăn cá chờ nữa ăn mì tôm nè. Chúng có đồ ăn mì tôm. Hai con.